Hello, Tâm Cúc xin kính chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với chương trình của Tâm Cúc hôm nay. Hôm nay một cái clip này rất là ấn tượng và đặc biệt với Tâm Cúc. Tâm Cúc khi mà kể và tám chuyện xong, em nghĩ là các anh chị, cô chú, bác, những người mà nghe hết cái clip này chắc chắn sẽ để lại một cái lời comment, bình luận gì đó theo cái cảm nghĩ riêng của quý vị. Thì cái mẫu chuyện này là vừa thật vừa giả, mong quý vị nghe và thấy có những cái sự mà em lại kể về cái vấn đề trùng hợp đó quý vị. Cái này mình đôi khi người ta nói tâm linh không thể đùa cũng là đúng. Và những cái gì đó nó hiển hiện bên cạnh của Tâm Cúc á, nó rất là thực tế và rất là đúng với những gì em đã thấy được. Thưa quý vị, và em vừa nằm mơ thấy một cái giấc mơ này lạ lắm quý vị. Em thấy tự nhiên phía mà trước cửa mình đó đang không, mà trên bầu trời tối rồi hết trơn quý vị, đang không tối hết trơn. Và em thấy xuất hiện rất là nhiều Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị có thấy là ảo không? Thấy Tâm Cúc nó nằm mơ, nó thấy cũng lạ hơn ta là gì? Em thấy Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, là Quan Thế Bồ Tát, là Ngọc Hoàng nè. Mà những người đó thật sự thì chắc chưa ai thấy ở ngoài như thế nào đâu. Nhưng mà chắc có thể là mình, cái tâm mình nó tín ngưỡng và nó hay nhìn những cái tượng Phật đó, cho nên nó xuất hiện thì mình thấy nó ná giống vậy. Thì rõ ràng như vậy. Và những cái hào quang sáng chói trên trời ập xuống rất là đẹp quý vị. Đẹp dữ lắm, em thấy ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông xuống ông cười gì nè. Mà quý vị thấy là cái đó, em nghĩ là cái điềm may mắn hay là cái gì đó, chắc là may mắn nên ở trên trời đi xuống hay sao đó. Nhưng mà vì nhiều đức Phật quá và nhiều cái ông Ngọc Hoàng với những cái đức Phật xuống đó, mà em thấy cái kiểu những người Phật cười đó, cái làm như mình giật mình. Quý vị biết em giật mình phải ngồi dậy, em bật cái đèn ngủ lên, em phải đặt cho nó sáng cái phòng em mới tiếp tục ngủ được. Là em giật mình, mà kiểu như em chào đón, em phải bật đèn lên trong cái tư tưởng giấc mơ em vậy. Thì quý vị thấy như vậy, em muốn nói là cái giấc mơ như vậy em xin phép kể lại cho quý vị nghe. Vào cái năm mà trước đại dịch Covid đó quý vị, cái này gọi là một cái sự trùng hợp nha, trùng hợp em kể lại thôi, và chính cái bản thân em thôi, chứ em không có dám nói là mình dị đoan hay là tín ngưỡng hay là cái gì. Tại vì bây giờ trên mạng xã hội rất là nhạy cảm quý vị, mình nói cái gì ra đôi khi bị bắt bẻ cũng rất là khổ cái thân cái người đang nói. Cho nên em thấy cái gì nó hiển hiện với em thì em xin chia sẻ, và đây là cái clip em chia sẻ những gì bên cạnh em thôi, chứ em không có nói gì hết nghe quý vị. Đây là trước vào trước Covid đó, là cái năm mà 2019 đó quý vị. Thì cái ban ngày đó là đang không, mà em thấy ở trên trời nó tối, nó giữa ban ngày buổi trưa luôn đó nha. Người ta nói nguyệt thực gì không biết có đúng không cái năm đó cái gì, nhưng mà buổi trưa em đang ở trên lầu trong phòng em á, em thấy em nhìn cái cửa sổ em thấy màu trời tự nhiên sụp tối. Thế là em phải chạy ngược ra ngoài phía trước ban công, phải chờ bên trước ban công em mới ló cái đầu ra em nhìn, thì em thấy trên trời, trời ơi quý vị ơi, một cái hiện tượng mặt trăng mặt trời đó sụp tối thiệt. Nhưng mà một người đàn ông ôm một người phụ nữ xõa tóc dài trên tay vậy nè quý vị, ôm vào, và cảm giác cái người phụ nữ này bị đau đớn á, ôm á. Rồi cái người đàn ông này cũng vậy, mà tóc dài nè, có râu nè, cái cô phụ nữ tóc dài. Em còn cái clip đó quý vị, để em ghép vô cho quý vị coi, với lại cái rồi thêm một cái mặt trăng đi qua, cái có hình của một người mà đàn ông nào đó giống như bên cái nước đạo hội hay gì quý vị. Để hội em gõ lên quý vị coi thử nha. Thì trên đầu có cái khăn màu trắng quấn ngang gì nè, và quỳ gối trước mặt của mặt trời. Thì mình cho là những cái đám mây qua thôi, nhưng mà nó ra một cái hình biểu tượng gì đó là chính Tâm Cúc thấy. Không biết vào năm 2019 có quý vị nào thấy có lưu clip lại không, mà còn này là chính Tâm Cúc quay nha quý vị. Em thấy như vậy, trừ trên ban công em ló ra gì em nhìn em sợ không gõ, nên em cầm cái máy em chạy xuống phía trước, em chạy ra phía trước và em quay lên, thì em để em ghép cho quý vị coi nha. Đây nè quý vị, em ngồi em lục lại một buổi mới gặp được cái clip nè, tại quay hồi năm 2019 này đó. Đó, trước đại dịch Covid mấy tháng đó quý vị. Em quay cái này trên nóc nhà em đó, quý vị thấy nóc nhà cao lên đây nè. Quý vị nhìn một người đàn ông ôm một người phụ nữ xõa tóc rõ ràng thấy không? Nhìn cô này có vẻ như đau đớn, người đàn ông yêu thương á. Và em quay cái cảnh này em thấy rất là ấn tượng với em. Và bây giờ quý vị nhìn xem một cái ảnh này nữa nè nha. Cũng chung một lúc đó luôn á, là như một người đàn ông mà đang quỳ trước mặt trời á quý vị, và trên đầu có đội cái nón màu trắng, quý vị nhìn coi đó, thấy rõ ràng thấy không đó, quý vị thấy vậy đó. Bây giờ á, ở bên cái hình của cái người đàn ông đó,
ôm cái người phụ nữ như vậy. Trong cảm giác đau đớn em quay được vài giây thì chuyển sang cái hình cái người mà nằm xuống mà quỳ đó. Thì đó là một cái biểu tượng em cũng không biết nữa. Nhưng mà khi cái chuyện đó xuất hiện rồi thì trong vòng hình như mấy tháng sau đó là đại dịch Covid nó ập tới đó quý vị. Nhiều luôn á. Thì em thấy đây là, em nghĩ đây là một sự trùng hợp thôi. Nhưng mà trùng hợp riêng cho em cảm thấy có cái gì đó khi xuất hiện trước mặt em là sau đó có chuyện. Giống như vậy đó mà chưa hết đâu quý vị. Xong một hai ngày sau là em lại nhìn ra cái cửa sổ phía sau mặt trời buổi chiều xuống đó. Là em thấy năm bàn tay. Hình ảnh mặt trời năm bàn tay đưa lên vậy nè. Em có quay clip, em có chụp hình. Không biết bên kênh này hay kênh Tám Cúc và Đời Sống đó. Em bỏ cái clip lên. Năm bàn tay đưa như thế này nè quý vị. Đưa lên như nè. Mà những cái đặc biệt là chỉ có Thấm Cúc thấy thôi. Thì em mới nói là sự trùng hợp. Khi mà em thấy cái người đàn ông ẵm người phụ nữ trên trời vậy đó, thì cái đại dịch Covid là tới. Thì nó cũng là một cái sự em cho là trùng hợp, nhưng mà khá đặc biệt đối với riêng em. Thưa quý vị, và đó, thì bây giờ đó là hai cái điều mà Thấm Cúc thấy là nó có gì đó, nó tâm linh để cho em thấy cái giấc mơ mới hai ngày trước là em thấy trời Phật tiên gì xuống quá trời nhiều luôn. Sáng rực ở dưới trần gian này, chắc là tiên Phật xuống dưới trần gian rồi thưa quý vị. Không phải nói đùa nha, cái này mình thấy sao mình nói vậy chứ những cái chuyện này là mình không có dựng chuyện, mình nói là mang tội. Tại vì Tám Cúc là con người, em nói gì nói chứ em đâu ra đó. Không có nói thêm nói bớt cũng như là không có chỉnh sửa. Cũng như cái clip mà em quay, em chụp trên trời đó, quý vị đừng nói em photoshop hay chỉnh sửa. Cuộc đời em không có bao giờ biết photoshop chỉnh sửa gì hết. Có sao là vậy, chụp hình em cũng không bao giờ chụp bằng app bằng gì hết. Em nói gì để cho quý vị thấy đó là chính em đã quay được. Rồi. Và thêm nữa quý vị bữa mà em mới chia sẻ mấy gần đây là cái clip mà em nói em mua hai trái dừa của chị kia mà em đi Châu Đốc với bà đó. Thì bên trên Châu Đốc thì cũng trùng hợp với ngày đó, nổi cái cồn lên cũng trùng ngày em đi. Em cũng nghĩ là trùng hợp thôi, sao mà không nổi trước một ngày hay là sau một ngày mình đi Châu Đốc mà lại nổi ngay cái ngày đó. Và khi cái ngày đó nổi tại sao mình không đi trước thì sao mà mình cũng đi ngay ngày đó, cũng là một sự trùng hợp. Và cái chị bán nước dừa cho em cầu chúc cho chị may mắn. Để mà em được hai trái dừa chỉ làm rất là đẹp thì chỉ trúng 60 triệu. Nhưng mà khi em về á, thì chỉ nói là hên quá, sao trúng được giá hay quá. Rồi các em mới nói là chắc em giá như vậy cho nên chị được may mắn. Thì chị này tỏ ra là nửa tin nửa không, chị cười và chị nói chắc là cái sự trùng hợp hay gì. Tại tao may mắn chứ không lẽ là mày giá cái hên vậy. Kiểu như là chị không có tin cho lắm đi. Chị không tin, cũng có hơi chề môi gọi là giống như là tại tao hên tao trúng thôi chứ không phải mày đâu. Ví dụ quý vị ơi, một cái sự xảy ra cho chị ngay tức khắc là quý vị biết ngay ngày hôm sau em đi qua em mua nước dừa nữa. Em mua nước dừa dữ lắm, chị băng cái tay chị bích hết trơn. Quý vị biết cái gì không, chị chặt cái dừa mà chặt vô đó nó muốn xức cái ngón tay cái này ra luôn nè, phải đi mai lại và băng một đống luôn. Chị nói trời, từ nào giờ tao bán nước dừa bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tao chặt vô tay, tự nhiên bây giờ tao chặt vô cái tay muốn lật lìa lật lội gì nè. Cái ngón này nào quý vị thấy, cái dừa mà để xuống mà cái dao mà nó bén mà chặt xuống gì thì quý vị thấy còn cái gì nữa, xương sóc cái tay nó không đứt lìa là may mắn cho chị rồi. Cho nên em mới nói một sự trùng hợp nữa, phải chị tin là được rồi. Bởi vì có những cái mà mình nói không tin là không được quý vị. Không phải em nói em là thần thánh gì, nhưng mà những cái gì em thấy nó áp dụng bên cạnh em á, nó thực tế lắm quý vị ơi, nó có thật sự. Cho nên em luôn cầu mong cho mọi người được bình yên và tai qua nan khỏi, chứ em không có dám mà làm cái gì cho ai buồn giận. Và đây thì em xin kể một cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện này. Một cái mẫu chuyện này em tin chắc quý vị cũng nghe cũng có gì đó hơi xót lòng, đắng lòng tí xíu. Mong quý vị nghe và comment vui với kênh của Tám Cúc hôm nay, trong chương trình hôm nay ha. Cho em xin phép uống miếng cà phê đá trước khi em tám tiếp câu chuyện thứ hai nha. Em để đây em mời quý vị uống với em miếng chút xíu nha. Em mới pha ly cà phê đá, mời quý vị uống với em nha. Để cái ly cà phê to quá nhìn thấy ngán á quý vị. Và trong miền Tây miền Nam mình á, phụ nữ với đàn ông cũng vậy, hay uống tí cà phê vậy cho tỉnh, đang làm việc. Em cũng đang làm việc mà em nhớ tới chuyện này để em kể cho quý vị nghe. Bây giờ vô chủ đề cái mẫu chuyện tiếp theo hả quý vị. Cái mẫu chuyện số là có quý vị nghe thử cái này đúng là cái tâm linh phù hộ hai mẹ con chị này hay là không nha. Cái chị này á, chị với chồng chị ly hôn á, rồi chị không có nhà, sau này chị mua được cái nhà chị mới đón thằng trai chị lên ở chung với chị. Nhưng mà khi mà chị mua nhà thì chị thiếu ngân hàng, chị đâu có đủ tiền để mua đâu, cho nên phải vay ngân hàng thêm. Và vay gọi là quý vị biết là chị này mua nhà cũng khá là đắt tiền, nên chị vay thêm cả tiền tỷ chứ không phải ít đó.
vào cái năm đó chị làm ăn tháng thì đủ đóng cho ngân hàng, tại vì mẹ quá con coi mà một thân một mình phụ nữ mà phải lo cho con mình nữa, ăn uống mà ở chợ đồ nữa làm sao mà kham nổi, hàng tháng phải đóng cho ngân hàng mười mấy triệu vừa lời vừa lãi, giống như trừ cái gốc một mớ rồi còn nhiêu là lãi không, tháng nào chị cũng phải đóng mười mấy triệu và lo cho con ăn học, ăn uống sinh hoạt hàng ngày, điện nước tùm lum nữa, chị rất là khổ tâm mà không dám bàn tính với ai hết. Thì vô tình chị gặp một anh này ở bên Mỹ, anh này ảnh mới nghe cái hoàn cảnh chị này kể là chị mua nhà nhưng mà còn trả nợ hàng tháng mười mấy triệu mỗi một tháng gì đó, thì anh mới gợi ý là anh phụ tiếp chị để mà trả dứt cái nhà, phải thấy hoàn cảnh mẹ con cũng rất là khó khăn, anh đem lòng thương cảm gì đó, tại lúc đó anh còn đang ở với người vợ của anh, đang chuẩn bị ly hôn gì đó không biết nữa. Anh có gửi cho cô này một cái bài hát của vợ của anh này mà hát để kêu cô này làm giùm luôn, có nghĩa là người ta vẫn còn hai vợ chồng sống chung, cô này biết như vậy. Nhưng mà một thời gian sau thì anh này ảnh có chơi trên Facebook với cô này, gặp nhau trên này, thì anh này quen thêm rất là nhiều người ở bên Việt Nam nữa. Anh này gửi đồ cho cô này hoài, giống như gửi tiền rồi gửi đồ, từ từ sanh ra tình cảm. Mà anh này ảnh nói là ảnh với vợ ly hôn rồi đó, ra ly hôn rồi thật sự. Thì mình cũng không biết, cái bên Việt Nam này cô này cũng không biết, và những người bạn kia thì chắc cũng không biết. Nhưng mà anh này được cái là phong lưu lắm, phong lưu là gửi đồ lắm, mua đồ gửi cô này cô kia, gửi đủ thứ hết trơn, gửi dữ lắm luôn. Cho nên ở trên cái Facebook á, những người bạn bè đó coi cái người này như là một cái người thần tượng, coi như thần tượng của mình, và ai cũng tranh giành để được anh này gửi đồ nhiều. Thì trong số đó cái cô này á được anh này ưu tiên hơn, gửi đồ nhiều và hàng tháng gửi tiền tiếp để cho cô này đóng tiền nhà tiếp, cổ mới gì đó. Thì vô tình một bữa nọ thì cô này cái nhà cô này bị nước ngập. Cô này cái nhà cô này đang ở không biết năm đó sao mà nước ngập quá, cho nên cô này phải nâng cái nền nhà lên. Cô này nâng cái nền nhà mà đang mua mà còn vay ngân hàng thiếu tháng mười mấy triệu đó, phải nâng lên để nước nó ngập lững lển gì nè. Thì cô nâng lên, lúc này cô mới kẹt tiền nâng lên không có đủ. Cho nên là mấy bạn tính với cái người bên Mỹ thì người này nói là để gửi gì giúp cho để mà nâng cái nền lên. Nhưng mà khi cô này làm thì anh này có gọi về nói chuyện mà qua Messenger, mà quý vị biết là thấy hình với nhau nói chuyện cái là cả xóm còn nghe nữa. Nhà nào cũng nghe sùm trơn á. Thì lúc này cô này đang nói chuyện thì cái thằng con cô này nó mới nghe cái cuộc nói chuyện giữa cô này với cái người bên Mỹ đó đó. Cái anh này anh mới nói là tính gửi tiền về cho em để mà phụ tiếp nâng cái nền nhà lên. Nhưng mà bây giờ á, có mấy vợ chồng, có mấy thằng đệ á, ở trên mà Sài Gòn Bình Dương gì đó, nó đang mang bầu, vợ đang mang bầu, cho nên là anh chia tiền ra, thay vì giống như anh gửi cho em mà ngàn đi, ví dụ vậy đi ha quý vị, em cho ví dụ như gửi ngàn đô đi, thì anh ấy nói thôi bây giờ anh gửi em chừng 300 thôi, thì đặng anh chia ra người 100, 200 mấy người ở trên kia, bạn bè trên Facebook ai cũng thân mến hết trơn á, có vợ chồng này nó đang có bầu, cho nên gửi nhiều để cho nó mua sữa, mua đồ cho con nó để sanh, bảo dưỡng. Thì hai vợ chồng gì đó thì ổng có nói tên nghe, ổng nói hai chồng đó đang có bầu mấy tháng đó, giờ cần giúp đỡ gì đó, cho nên anh chia tiền anh giúp đỡ, em bên đây em lo đi, gửi tí xíu được rồi. Thì mình cái cô này cổ mới cảm thấy là bị sốc, tại sao anh này anh nói là giúp cho cô này sửa cái nền nhà lên như vậy á. Cô này cũng bàn tính, anh này cũng chịu rồi, thì mới kêu thợ thầy làm. Mà bây giờ trở lại anh này trích cái tiền đó để cho những cái người bạn khác. Cô này cũng hơi buồn. Thì cái thằng con của cô này nó nghe, cái thằng con cô này cũng 14, 15 tuổi gì đó, nó nghe được cái cuộc nói chuyện của hai người này, và có nhắc tên của cái người mà kêu cho tiền để mà đi sanh đi đồ đó. Không biết cái anh con của cô này, không biết nó bị lớn mà nó biết đường, nó làm cái Facebook, nó làm cái Facebook vô, nó tìm ngay cái tên mà của hai, của cái người mà kêu đi sanh đó quý vị. Không biết sao mà trẻ con nó thông minh quá, nó làm được cái Facebook và nó vô cái Messenger, nó tìm bằng được cái tên của hai vợ chồng đó là đã kêu gửi tiền về, trong khi chích cái tiền mẹ của cậu ta chuẩn bị làm nhà để mà cho hai vợ chồng kia, thì mẹ của anh ta hụt tiền, cho nên anh ta xót lòng, thế là anh ta làm cái Facebook và vô cái Messenger, anh ta mới nhắn tin cho cái cô mà đang mang bầu kia, hai vợ chồng đó nhắn. Con nít mà nó nhắn cái kiểu mà giống như là nó hỏi tại sao mà lớn vậy đó, hai vợ chồng mà không có biết đi làm mà xin tiền của cậu nó, tại nó kêu bằng cậu nha, nó nói tại sao xin tiền của cậu nó mà không biết đi làm,
như vậy đó. Trẻ con mà nó nói cũng có những cái lời thật là khó khó nghe chứ không phải không, cũng không có lọt tai quý vị. Em thật sự em có đọc qua em thấy không có lọt tai. Thật sự mình cũng không nghĩ là trẻ con nó nói gì. Nó bên mẹ nó thôi mà nói gì. Thì cái người bên đó mới chụp cái màn hình đó lại, chụp cái màn hình cái thằng nhỏ này nó đã nói những cái lời như thế, nó nói tại sao không biết đi làm mà nó còn còn chửi trong đó, chửi thề rồi nữa nè. Cái hai vợ chồng mới gửi qua cho cái người bên Mỹ, nói là bây giờ là cái này á là con của cái cô này bên đây. Tại nó để nguyên tên là nó con nít mà nó đâu biết đâu để nguyên tên đó. Xong mới nói là cái thằng này á là con của cô này. Nó gửi nó chửi như thế này và nó nói như thế này. Hen, rồi cái người bên Mỹ mới gọi về hỏi cái cô này là có phải con của cô này làm gì không? Cô này cô đâu biết đâu. Cô nói à cái tên thì giống rồi đó mà không biết nữa để hỏi. Thì hỏi ra thì cái thằng bé này nó mới thú thiệt là chính nó là như vậy. Thì cái người mẹ này mới tức tốc, mới la con một trận rồi bất tức tốc, mới nói với cái người kia là bây giờ nó con nít nó không biết nó lỡ gì thôi để em xin lỗi. Thì cái cô này cô nói để xin lỗi. Thì cổ mới tức tốc, cổ nhắn tin cho hai vợ chồng kia liền, cổ mới xin lỗi, cổ mới nói thằng trẻ con nó không có biết, nó nghe ba hốt ba chết và nó đi nhắn tin như thế này quá là mắc cỡ rồi, cho cổ xin lỗi đi, tội lỗi này để cho cổ chịu cho, chứ nít nó không biết 14, 15 tuổi mà nó đi nói như vậy thật sự không có lọt lỗ tai, cái cô làm mẹ xin lỗi. Như vậy đó mà hai vợ chồng không nghe quý vị, hai vợ chồng không nghe, nói là bây giờ chính cái cô này tạo nít giả để chửi chứ không phải là thằng con. Nói là nó mới 14, 15 tuổi, tại sao nó biết làm nít để nó chửi? Chỉ có cái cô này, cổ mới biết đường, cổ mới làm nít, cổ chửi người ta như thế này. Trời ơi, bắt đầu đổ oan cho cô này quý vị. Bắt đầu hai vợ chồng chụp màn hình gửi hết tất cả bạn bè ở trên Facebook là nói là cái cô bên đây là bây giờ moi tiền của cái người bên Mỹ này. Moi tiền tỷ để mà làm vô nhà. Trời đất ơi trời, đang không nói người ta moi tiền tỷ rồi nha. Bắt đầu là nói là moi tiền ông kia, điện cho vợ cũ của ông kia bên Mỹ luôn, là bắt đầu lập lên kế hoạch là bắt đầu đặng mà cô lập mẹ con của nhà này là làm sao để ông này không có gửi tiền gửi quà cho tiếp tục để mà hỗ trợ tiếp cái thằng mà anh này hay có gửi đó, mà anh này hay có gửi cái là chụp đăng lên Facebook nên mấy cô kia cũng thấy cổ ghen ăn tức ở quý vị. Mà cái chuyện đó đâu có phải yên đâu, hai vợ chồng mà đang có bầu đây nè, nó không có nghe, nó nói chính cái cô này là chửi nó, cho nên nó phải xuống nhà nó tìm ngay cái cô này. Hai vợ chồng đòi kêu người, nói là cỡ nào cũng phải xuống tới nhà để gặp mặt cái cô này để mà nói chuyện, để mà tính sổ, xuống nhà gặp cô này nói chuyện và đi đến trường học của cái thằng nhỏ này để mà tính với nó. Thử coi như thế nào, xuống tới trường học, xuống tới nhà cô này để mà giải quyết. Em thấy cái chuyện nó không có gì chứ, chỉ một tin nhắn của thằng nhóc 45 tuổi nó nói mà mẹ nó đứng ra xin lỗi rồi, mà hai vợ chồng không chịu cái gì, một hai đòi xuống để mà xử trắng xử đen hai mẹ con của cái của cô này, trong khi cô này đã lên tiếng xin lỗi rồi. Thấy làm quá trời đòi xuống xử hai mẹ con nhà này, cho nên cái người bên Mỹ người ta cũng phát tâm, người ta mới nói là thôi bây giờ như thế này, thôi bây giờ không ấy kêu cái cô bên Việt Nam nè, không ấy em kêu thằng con em á nó quay clip đi, nó quay clip như thế này á là nó lên nó ngồi nó xin lỗi hai vợ chồng kia, nó nói là giống như là cái tin nhắn là nó viết ra bây giờ cho nó xin lỗi đi rồi đưa lên Facebook. Thì quý vị thấy con người ta mới 14, 15 tuổi đang đi học mà bắt người ta đưa lên như thế thì còn mặt mũi gì nó nữa, trong khi cô này với chồng cũ lại hi hô mà đưa lên vậy bên nội nó thấy gì ai coi, sống mà không biết gì chân. Cho nên bắt cô này như vậy, cô này không chịu, cô này nói thà là em ngưng lại, em không có nhận sự giúp đỡ của anh nữa chứ không có, không thể nào mà bắt con của em mà nó phải đưa cái mặt với ra cho thiên hạ xem như thế được, là chính cô này cũng nói với cái người Mỹ vậy. Rồi hai vợ chồng quậy lên rồi đi xuống tính sổ cô này, tính sổ tùm lum hết trơn quý vị. Cô này cổ buồn cổ khóc, cổ buồn cổ khóc, cổ thấy cảm thấy như vậy cổ mới thôi ngưng lại. Vậy mà những người đó tổng với nhau quý vị ơi, nó tập trung trên Facebook nó chửi cô này, rồi trời nó vô nó chửi ha, nó hành cô này, ta nói ngang đổ quan đổ ức hết biết luôn. Rồi bắt đầu cái lúc mà cái anh bên Mỹ này là phái cái cô này rồi, lúc là nói là ly dị với vợ cũ rồi nó phái cô này rồi, thì mấy đứa mà bên Việt Nam là nó thấy được á, bắt đầu nói lên kế hoạch nó vu oan, nó nói cô này bên đây cặp người này cặp người kia, cho nên cái ông bên Mỹ ông mới điện về ông chửi cô này là bắt cá hai tay đủ thứ hết trơn, rồi chửi hết biết chửi, cho nên hai mẹ con cô này xác sơ mà không dám kể với ai. Rồi quý vị biết cái nghiệp nó tới liền, cái nghiệp như thế nào quý vị biết không? Hai vợ chồng của cái đứa mà ở trên Sài Gòn Bình Dương gì mà đòi về xử hai mẹ con của cái cô này, mà thằng nhỏ nó nhắn tin nó chửi nè. Trời trời không biết sao quý vị ơi, bị
đứa con trong bụng má đang mang tự nhiên đâu từng sao nó chết queo trong bụng cái gì. Trời trời trời, thật sự cái này là cái nghiệp đó. Tự nhiên đòi xuống sữa con người ta rồi con trong bụng không giữ được, tự nhiên nó bị chết trong bụng cái gì. Không phải là cô này biết được, mà tại vì khi mà bị chết cái thai trong bụng á thì họ mới đi bệnh viện xong thì họ mới đăng hình là con của họ mới mắc trong bụng á, là gầu gỉ quá cho nên đăng lên Facebook, thì cô này cũng mới thấy. Cô mới nói trời ơi trời, cái nghiệp mới có từng trước đòi xuống sữa con người ta, vợ con mình trong bụng giữ không được. Thì đó quý vị. Rồi cái chuyện đó chưa xong đâu, còn những người mà A Tòng chửi cô này á, trời ơi là trời, quý vị ơi, không có một người nào chạy thoát hết, chứ có một cô gái kia bên Đài Loan bị cái nghiệp gì không biết nữa mà đầu cổ phải cạo chọc lóc hết trơn luôn. Rồi một cô ở trên Bình Dương cũng vậy, đứa con của mình, đứa con nằm trong bệnh viện hơn ở ngoài. Tại vì họ đăng Facebook mà, họ có chuyện gì họ cũng đăng lên, cho nên cô này cô thấy cũng nói trời ơi, sao những người nói mình là có chuyện hết trơn. Còn cái người đàn ông bên Mỹ thì ta nói ngay giờ cản té gãy hết trơn. Quý vị ơi, cái nghiệp không bao giờ mà chừa ai hết trơn, nó chưa có chỗ ra thôi, chứ mình làm chuyện ác á là cái nghiệp nó chỗ ra, nó chưa đến lúc thôi, chứ mình đừng nghĩ là mình làm ác là không ai biết. Trời Phật biết, người biết, hai bên dây giáp mình biết. Còn mình làm chuyện tốt á, mà chưa có được cái quả tốt á, thì mình cũng đừng có nóng vội, từ từ nó sẽ trổ ra hết à. Chưa đến lúc để cái quả tốt trổ ra cho mình thôi, chứ nó trổ được hết. Trong khi những người đó bị đủ thứ chuyện trên đời, thì bên đây hai mẹ con của cô này rất là bình yên, không có gì hết trơn. Cô này làm tiền phát tài phát đạt ào ào, và đứa con có học hành bình thường, không có cái gì hết. Khi mà cái người kia ngưng lại không giúp cô này để mà trả tiền nhà nữa, thì tự nhiên cô này có những cái chuyện làm ăn của cô này á, tiền vô ào ào nhiều hơn cái vấn đề đó nữa. Cho nên cảm giác là đây là một cái câu chuyện mà mình thấy á, không phải mình hại người ta là mình người ta đau khổ như vậy là mình sung sướng đâu. Mình đừng có hăm dọa, cái lời nói mình á, mình hăm dọa là cái nghiệp á, cái nghiệp nặng nhất là cái lời nói. Trong cái sách Phật mà có cái câu như thế này quý vị, có cái câu này mà Tấm Cúc đọc xong á, mà Tấm Cúc cảm thấy cũng hơi giật mình, nhưng mà suy nghĩ ra nó rất là đúng, rất là hay. Như thế này, đơn giản thôi, cái câu nói như thế này là khi mà mình dặn ai, khi mà mình dặn ai, mình ghét ai, dặn ai, thì mình hãy nói với cái lương tâm mình là nói là ngu, không nói mới khôn. Đó, mình cứ nói như vậy, miễn mình nói ra là coi chừng mình ngu, mình im lặng là mới khôn. Nói là ngu, im lặng là khôn. Thì mình nghe mình giật mình, nhưng mà mình suy nghĩ lại là đúng. Tại vì trong cái lúc mình nóng giận, mình không có kiềm chế lời nói của mình. Mình phang đại ra cho người ta. Rồi tí hết nóng giận, cái lời nói nó đi theo người ta hoài, chứ nó đâu có hết đâu. Đâu có hết được đâu, cho nên cái lời nói đi theo hoài luôn. Thì đó là một cái gì đó làm cho người ta xấu. Rồi bây giờ những cái người mà ghét hai mẹ con cô này đó quý vị, bây giờ nó trốn đâu mắt hết trơn trên khỏi cái Facebook luôn. Cái cô này cổ nói lại, cổ kể lại, và cô này cổ cũng rất là thăng với Tấm Cúc, cho nên cô kể cho Tấm Cúc nghe hết nè. Mình thấy đó là những cái người mà tốt, sống thiệt tình, nhưng mà bị người ta chà đạp lên, vu khống đủ thứ trơn, vu khống cho cô này bên đây, đi cặp với người này, đi cặp với người kia, cái đó là vu khống chứ gì nữa. Trong khi các ông bên Mỹ đâu biết cô này như thế nào, mà bên đây, trong khi ở bên Việt Nam thì chưa có ai gặp mặt ai hết trơn. Mấy cô này cũng đâu biết cái cô hai mẹ con như thế nào, mà đi vu khống con người ta, cặp người này gặp người kia, ông bên kia nhảy lên nói cô này bắt cá hai ba tay gì đó, bắt đầu điện về chửi đủ thứ hết trơn. Rồi bắt đầu còn vu khống nữa, nói là cô này bây giờ moi tiền anh này. Trời ơi, nhưng mà bây giờ Tấm Cúc mới nhìn thấy cái hoàn cảnh của mẹ con cô này rất là đúng. Có nghĩa là được sắp xếp, ơn trên sắp xếp, phải có những cái chuyện như thế để hai mẹ con cô này bây giờ là người ta rất là thoải mái. Mẹ con của cô này giờ thoải mái, tại vì nếu mà nó không có những cái chuyện đã xảy ra thì cô này biết đâu phải dính với cái anh mà bên Mỹ đâu rồi. Tại vì anh này anh nói thôi giờ anh muốn về anh cưới cô này. Nếu mà dính như vậy thì bây giờ cuộc sống cô này chưa chắc đã được như thế này. Thưa quý vị, cho nên mọi chuyện đã có sự an bài sắp xếp trước rồi. Thì như em nói từ đầu là qua cái những nãy giờ em kể chuyện em nằm mơ nè, rồi những cái chuyện xảy ra với những cái câu chuyện này, thì em tin chắc quý vị nghe xong mà có một tí gì đó gọi là để đắng lòng, và cho em một cái lời bình luận ở dưới đây để thấy là qua cả giờ em ngồi em tám và em kể chuyện thì cái nào quý vị thấy ấn tượng quý vị cho em biết, để mà em thấy quý vị đã nghe nãy giờ. Giống như em nằm bao em thấy Ngọc Hoàng rồi Phật rồi xuống rất là nhiều, và em không biết cái tương lai sắp tới như thế nào. Còn cái chuyện mà trên trời á, 2019 á, là em đã chứng kiến, và em bỏ cái clip đó thì quý vị thấy sau đó là đại dịch Covid quá trời.
Thì hy vọng năm nay em thấy trời Phật sẽ đem những cái hào quang, cái tốt đến cho tất cả chúng sanh trên trái đất này. Và cũng như cái mẫu chuyện em kể là hai vợ chồng kia là đòi xuống xử hai mẹ con này, nhưng mà chưa xử nữa là con ở trong bụng của cổ đã bị cái nghiệp, đã bị mất. Mình cũng không có dám nói cái gì, nhưng mà mình thấy rõ ràng cái chuyện sờ sờ, không quá một tuần lễ. Còn cái chị bán nước dừa cũng vậy quý vị. Cái chị bán nước dừa là mình nói như vậy thì đúng là cười đi, cảm ơn em, nhờ em vậy mà chị được trúng hắn quý vị. Thì chắc là không có gì đâu, không chịu đâu. Nói là tại vì bà hên, bà trùng hợp thôi, chứ không phải là do là tấm cúc mà đem cái may mắn tới bà. Không biết sao bà khuất vô tay bà một cái quý vị thấy. Trời trời muốn lật lịa lật lội luôn, băng một cục trà bá, tại vì nó muốn xức cái ngón tay này ra lại chặt vô đây nè. Thứ đưa cái dao bén mình chặt mà. Thì quý vị thấy đó, biết bao nhiêu người là không có tốt với em là đều có chuyện hết trơn đó quý vị. Đây là một cái câu chuyện mà em kể và em cũng thấy nó rất là nổi gai ốc với em chứ không phải chơi á. Nên là muốn chia sẻ với quý vị trong cái tinh thần là khuyên mọi người là giống như là đừng có đổ oan cho ai, giống như những cái người đó đổ oan cho hai mẹ con của cô này. Như vậy thôi, nếu được tha thứ được cho ai gì tha thứ đi. Trời ơi, chứ đừng có khó chịu với người ta. Thưa quý vị, thì qua cái vấn đề này thì Tấm Cúc xin kính chúc cho quý vị có một ngày mới làm việc được tốt đẹp và sức khỏe thì lúc nào cũng tràn đầy niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Trong cái chương trình hôm nay, Tấm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ngồi nghe em kể, nãy giờ cũng hơi dài. Cảm ơn quý vị đã hết lòng nhiệt tình để ngồi nghe em Tám. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình của Tấm Cúc kể chuyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị nha.